Thời gian qua, cán bộ đoàn viên thanh niên trong tỉnh đã phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu bằng nhiều công trình phần việc cụ thể, qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, sức lan tỏa sâu rộng ở cơ sở. Một trong những hoạt động nổi bật mà các cấp bộ đoàn chú trọng là góp phần thực hiện tốt tiêu chí môi trường. Theo đó, tổ chức phát động tham gia trồng cây xanh, vệ sinh đường làng ngõ xóm, nạo vét khơi thông dòng chảy, vận động các tầng lớp nhân dân bỏ rác đúng nơi quy định, xử lý nước thải, khí thải, vệ sinh môi trường biển, tuyên truyền chống biến đổi khí hậu, tiếp tục đảm nhận và xây dựng hiệu quả các tuyến đường văn minh đô thị. Cao điểm trong tháng thanh niên, toàn tỉnh đã huy động trên 14.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn, vẽ trên 100 tranh cổ động, tuyến đường bích họa, triển khai xây mới được 27 công trình thanh niên thắp sáng đường quê với chiều dài hơn 30 km, sửa chữa 6 nhà văn hóa thôn, lắp đặt mới 27 điểm vui chơi tại các địa phương. Bên cạnh đó, vận động hỗ trợ thanh niên làm kinh tế, tiếp cận khoa học công nghệ, thực hiện chuyển đổi số, từ đó tiếp tục có những đóng góp thiết thực trong xây dựng quê hương ngày càng đổi mới. Tại hội nghị tổng kết tháng thanh niên năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã biểu dương khen thưởng cho các tập thể cá nhân tiêu biểu.